sở dĩ mà tôi ngẫu hứng lên đây từ nãy giờ hình như là nửa tiếng đồng hồ nói toàn là trên trời dưới đất. Ngày hôm nay tôi kết án nhà nước Việt Nam, máu của Nguyễn Trọng Nghĩa đã đổ khi em cùng với khoảng 20 người đi vào nhà thờ của lịch của Nguyễn Duy Tân. Và em đã bị đánh, máu đã chảy. Lỗi tại ai? Lỗi tại nhà nước Việt Nam đã dung dưỡng cho cái quả đen ở Formosa, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Nam Phong, Đặng Hữu Nam. Tôi đã nói rất nhiều lần ở trên cái hội luận này và trong rất nhiều lần này. Lúc đầu tôi nói rằng nhà nước Việt Nam có kế hoạch, nhà nước Việt Nam sẽ thế này thế kia. Nhưng mà lúc đó tôi cũng chê trách rằng á, cái Formosa nó sẽ là một cái vết dầu loang. Những người đó lúc đó dè biểu tôi bảo: chú Hùng, chú không hiểu công an Việt Nam, chú không hiểu nhà nước Việt Nam. Đấy, máu của Nguyễn Xuân Nghĩa đã chảy rồi, các bạn nghĩ gì? Những thái độ khủng bố của những người ở giáo sư, thuộc giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc là giáo phận mà tôi ở đấy, tôi chưa tới ở Long Khánh. Họ đã làm những cái hành động khủng bố giống như là hồi Việt Nam Cộng Hòa, những cái người giáo dân nghĩa là từ ở chỗ ngã ba Tam Hiệp đi kéo lên chỗ Trảng Bom, bất cứ một cái xe đò hay xe quân đội nữa này kia chạy ngang qua đó đó mà có lỡ gây ra tai nạn này kia, cắn một con chó của họ chết, con chó chết xong thì dân Công Giáo là sẵn sàng vào làm thịt để ăn, vậy mà họ cũng nhào cho họ đấy. Họ làm luật, luật ra luật Công Giáo. Tôi nói rằng á, quân đội nhân dân chiến thắng tất cả các quân đội trên thế giới, nhưng đã phải ngừng bước trước cái quân đội Vatican. Có người nói rằng là Mỹ dung dưỡng những cái đám linh mục này để mà gọi là phá hoại Việt Nam. Không, Mỹ nó không dung dưỡng. Mỹ nó chưa bao giờ chiếm bất cứ một nước nào nhé. Quý vị nhớ cho như vậy, Mỹ chưa bao giờ chiếm một nước nào làm chủ địa. Họ thích họ mang quân vào Syria, Libya, Iraq, Afghan, họ mang quân vào ngang nhiên, cả thế giới chờ bắt anh ra đi. Nhưng mà tại sao họ không mang quân vào Việt Nam như giống như là Việt Nam Cộng Hòa? Tại vì họ tôn trọng mình, họ biết mình là một cái thực thể, họ biết mình là một quốc gia mạnh, một quốc gia có thể rằng là một cái đầu cầu bên này cộng với đầu cầu của Nhật Bản và Nam Hàn của phía bên kia để kiểm soát tất cả cái bao lớn Thái Bình Dương. Việt Nam có một cái vị thế 1/2300 km ở đất bằng, và mấy trăm cây số của 21 biển đảo. Chúng ta là một cái mắt thần để kiểm soát tất cả bao lớn Thái Bình Dương. Người Mỹ họ tôn trọng mình, họ không dùng những cái ông linh mục này đâu. Cái đám mà sử dụng là linh mục này là đám Vatican. Vatican có bổn phận phải lên tiếng, có bổn phận phải chế tài những cái vị này. Mà để cho Vatican chế tài là nhà nước Việt Nam phải nói chuyện.
không có ai tự nhiên họ ra họ la mắng con cái người hàng xóm, họ không bao giờ họ la con nếu mà con của họ là bệnh, trừ phi bạn qua đi bên nhà mà ông Nga ơi, bà B ơi, con bà mới nhà tôi, nó mới ghé, nó mới chạy ngang nhà tôi, nó làm cái này thì lúc đó họ sẽ phạt con họ hay là họ chẳng nói con họ. Thì Vatican cũng vậy, nhà nước Việt Nam phải đặt vấn đề với Vatican một lần, quý vị có biện pháp chế tài với những ông linh mục này hay là chúng tôi sẽ bắt buộc có thái độ với lại giáo phận, với lại tổng cái hội đồng giáo phận Việt Nam. Hội đồng giáo phận Việt Nam phải có bổn phận đối với những cái vị linh mục này. Nó là kỷ luật của tôn giáo, kỷ luật của công giáo. Tôi nói thẳng với lại như vậy. Nhà nước Việt Nam không đồng ý. Tôi sẵn sàng tôi nói chuyện. Cuối tháng 10 này tôi về Hà Nội. Tôi sẽ nói chuyện với ủy ban tuyên giáo hoặc là bất cứ một cái cơ quan nào. Máu của các anh em đấu tranh Nguyễn Trọng Nghĩa đã chảy ra. Em Nguyễn Trọng Nghĩa, em ở từ Châu Đốc, em lên thành phố Sài Gòn. Những cái việc em làm rất là hoàn toàn cá nhân. Đi vào trong cái giáo phận Xuân Lộc để làm cái chuyện này, em đã đơn thân độc mã, chỉ có một nhóm nhỏ làm sao lại chống lại cái giáo dân. Ông linh mục Tân ông bỏ trốn, nhưng mà ông đã báo động cái sai lầm của Nghĩa đây. Trước khi mình tấn công, mình đã thông báo cho họ trước, đưa ra một cái lá thư rồi là kia, rồi nó có mình mang súng trong người này kia, cái điều đó không nên. Trong quy luật của chiến tranh, yếu tố bất ngờ luôn luôn là yếu tố trong sự thành công. Thằng bạn cùng khóa tôi nhảy dù, trinh sát của tiểu đoàn 2 nhảy dù, đi vào bến cát ở Bình Dương, và cả trung đội chưa tan hết, không một người sống sót, trừ một người duy nhất. Anh ta đã kể lại. Thiếu úy Phạm Anh Tạo, bạn cùng khóa 27 trường trình của mình được ở tôi, chết như thế nào. Khi mà bên trinh sát điều nhảy đi vào trong đó, không có chuyện gì xảy ra, đi hành quân chung với lại ở sư đoàn 1 không kỳ Hoa Kỳ, họ để cho vào trong đó. Ở dưới đất họ nổi lên, những người về bộ đội đánh độn thổ mà, mọi người ở dưới mà, cái mà nổi lên mà cầm súng thế này thì phải đó, anh nào cũng phải chết đấy, sống sao nổi. Khoảng 30 người của trung đội trinh sát bay hết, cái anh sống sót anh phải làm bộ anh bị thương, anh lấy cái máu của người bên cạnh anh bôi vào mặt, bôi vào người, anh nằm im. Trước khi rút lui đó, họ còn cầm cái súng có lưỡi lê đó, đâm người trước khi họ đi. Anh ta nói bảo em rất là may, cũng có đâm em nhưng mà lại chặt qua bên cái áo xuống dưới đất, chứ không thôi em chắc cũng chết. Cái đó thì không thể nói là người là ác độc đấy, đó là cuộc chiến tranh. Trong chiến tranh chúng ta phải chấp nhận tất cả những cái gì đã xảy ra. Chúng tôi hy vọng rằng nhà nước Việt Nam nên thời kỳ trăng mật với Formosa đã xong rồi, cái cuộc hôn nhân với Formosa đã
Việt Nam phải có thái độ để cho mọi người biết Nguyễn Trọng Nghĩa đã bị thương, đầu Nguyễn Trọng Nghĩa đã chảy máu. Anh Đoàn Quang Minh viết rằng chỉ có một vết thương nhà nhỏ chảy nó máu đầu, chảy bên trán, dù nhỏ dù lớn nó vẫn là một cái hành động chứng minh cái sự bạo động của nhóm người Công giáo cực đoan. Những người này đã coi thường cái luật lệ của nhà nước Việt Nam, những người này đã xâm phạm vào những công dân, họ chỉ muốn bày tỏ ý kiến, họ không đồng ý với ông Linh Mục Tân và họ muốn tới để phỏng vấn để nói chuyện. Mục Tân đã trốn, cho lính ra để mà lính đóng vào hòn kẹp ra để mà tấn công người khác. Đó là hành động của Thiên Chúa. Thiên Chúa dạy như vậy không? Và hy vọng rằng công an sẽ cho người điều tra ai là người đánh Nguyễn Trọng Nghĩa và phải có hình phạt xứng đáng để răn đe những cái người Công giáo trong tương lai. Đó là cái chuyện về luật pháp. Còn cái chuyện về lâu về dài về tương lai của đất nước, nhà nước phải có một phần chế tài. Từ Nguyễn Thái Hợp thì bây giờ không dám về nữa, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nam Phong và những cái linh mục đang dần dần phản động. Tôi đã nói vết dầu loang mà, họ từ cái Formosa này họ lan ra ngoài miền Bắc rồi họ lan vào trong miền Nam. Tại sao tất cả có bao nhiêu nhóm, bao nhiêu giáo phận này mà chỉ có cái giáo phận Vinh, giáo phận Hà Nội, mà không, giáo phận Hà Nội chỉ có một cái giáo sứ này. Họ dịch lên đám Đồng Tâm rồi trong ở miền Nam, từ miền Trung đi vào tới miền Nam chỉ có một cái giáo phận duy nhất là giáo phận Xuân Lộc, và trong cái giáo phận Xuân Lộc chỉ có một nơi của ông Nguyễn Duy Tân làm cái chuyện này thôi. Tôi quên mất là cái giáo sứ của ông Tân là gì, như là Hòa Xã Hòa hay là Hòa gì đó. Nhưng mà có điều tôi khuyên tất cả các bạn, mình bất đồng được nước ngoài mà mình có đánh nhau ở trên Facebook hay đánh nhau ở trên các trang mạng Internet này, mình nên dùng những cái lời lẽ lịch sự nói để thuyết phục và nói để người ta nghe. Mình chửi, mang những cái bộ phận của con người ra để chửi thế này nó không có ảnh hưởng gì hết, mà nó lại càng bị phản ứng ngược. Cái lý do thứ hai mà chúng tôi muốn nói chuyện ngày hôm nay tôi có đưa lên trên Facebook, ông Phạm Tín An Ninh là